Tiền cũng rất là quan trọng. Tiền cũng tuyệt vời mà, bạn ấy cũng tuyệt vời lắm. Bạn ấy thay chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, thay chúng ta bày tỏ chữ hiếu đấy, đúng không ạ? Thay chúng ta bày tỏ cái sự rộng lượng bên trong mình. Bởi vì tất cả mọi thứ công cụ ngoài cuộc đời này này đều giúp mình bộc lộ bên trong mình. Nếu bên trong mình mà tham lam thì tiền cũng giúp bộc lộ cái sự tham lam của mình. Nhưng nếu bên trong mình mà rộng lượng, mà nhân ái thì tiền cũng giúp mình bộc lộ cái điều đó. Nên là mình tích hợp, chứ không phải là mình cân bằng, chứ không phải là phải hy sinh cái này để mà có cái kia, phải hy sinh tiền, phải mất tiền để mà có được con. Không, cuộc đời này vũ trụ không vận hành theo cách như vậy các anh chị ạ. Vũ trụ vận hành theo cách đong đầy hết.